với nụ cười rạng rỡ trong một hàm răng đen, một nét đẹp duyên dáng truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ được gửi gắm qua nhạc phẩm Mình Ơi, một sáng tác của Minh Vy, với sự trở lại của nữ ca sĩ Trang Thi. Xin mời quý vị chào đón.
là nhiều. Và thưa quý vị, theo lời yêu cầu số đông của quý vị tham dự trong đêm nay thì muốn được xem lại cái trích đoạn cải lương lúc nãy, đó là Hận Tình Cô Tô. Nhưng mà thưa quý vị, vì thời gian không có hạn, do đó chúng tôi sẽ mời quý vị thưởng thức phần kết của vở kịch này thôi. Dạ vâng. Và trước khi mời quý vị thưởng thức thì có lẽ là Tấn Phương sẽ một lần nữa nhắc anh La Văn vui lòng chỉnh dùng cái phần âm thanh. Có lẽ là vì sắc đẹp của Tây thì thưa quý vị, nghiêng nước nghiêng thành, chàng không chịu nổi là chuyện bình thường. Mà anh chàng nhạc sĩ này cũng điêu đứng luôn, cái này bấm lung tung hết. Rốt cuộc là bây giờ là chúng tôi bị gián đoạn. Bây giờ là không biết là anh đã chuẩn bị xong chưa thì chúng tôi mới mời nghệ sĩ ra đây. Dạ vâng, vẫn chưa xong lại của hai nghệ sĩ với phần kết của trích đoạn Hận Tình Cô Tô. Xin mời quý vị một tràng pháo tay chào đón. Lần này thì thưa quý vị, chúng tôi tăng cường rất nhiều kẹo, không bảo đảm thưa quý vị, không bao giờ mà rớt nó nữa. Và ca sĩ bây giờ rất là tự tin. Thưa quý vị vỗ tay chưa giòn, nghệ sĩ chúng tôi chưa biểu diễn. Quý vị một vỗ tay như thế này, ngày mai bảo đảm quý vị đi ăn cơm tấm Đạt Thành sẽ được discount. Lòng này càng thêm giá trị.